Thiện tài bạch rằng, đại thánh lễ kính như thế nào cho đến hồi hướng như thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền bảo thiện tài rằng, thiện nam tử, nói lễ kính chư Phật là hết thảy tận pháp giới hư không giới. Chư Phật Thế Tôn nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật. Còn nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền thâm tâm tin hiểu như ở trước mặt, đều dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh thường tu lễ kính. Ở chỗ mỗi mỗi Đức Phật đều hiện số thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi thân đều lễ khắp số chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Cõi hư không hết thì lễ của con mới hết, vì cõi hư không không thể tận nên lễ kính của con không cùng tận. Như vậy cho đến cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết thì lễ của con mới hết. Mà cõi chúng sinh cho đến phiền não không cùng tận nên lễ kính của con không cùng tận. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không có mỏi nhàm. Thiện tài đồng tử thấy mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tuy đã minh bạch rồi, nhưng ngài sợ tất cả chúng sinh vẫn chưa hiểu mười đại nguyện này, cho nên cố ý thưa hỏi: Đại thánh, thế nào gọi là lễ kính chư Phật? Thế nào gọi là xưng tán Như Lai? Thế nào là rộng tu cúng dường? Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Thế nào là tùy hỷ công đức? Thế nào là thỉnh chuyển bánh xe pháp? Cho đến làm thế nào thỉnh Phật ở lại đời, thường theo Phật học, luôn thuận chúng sinh và đều hồi hướng khắp? Thiện tài đồng tử thưa hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên nói: Thiện tài bạch rằng, đại thánh là đại Bồ Tát, tức cũng là đại từ đại bi người tu hành, lễ kính như thế nào cho đến hồi hướng? Thế nào gọi là lễ kính chư Phật? Cho đến hồi hướng như thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, nói lễ kính chư Phật là hết thảy tận pháp giới hư không giới. Chư Phật Thế Tôn nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật. Còn nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền, dùng tâm trí thành khẩn thiết để tin hiểu tất cả chư Phật. Khi lễ kính chư Phật thì tâm phải quán tưởng, con đang ở trước Phật, Phật cũng đang ở trước con. Có bài kệ rằng, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Người lễ Phật gọi là năng lễ, sở lạy Phật gọi là sở lễ. Bất luận là lạy Phật hoặc sở lạy, bản tánh đều là không tịch, vắng lặng. Tuy là không tịch mà ở trong hư không có một sức lực cảm ứng, cho nên nói cảm ứng đạo giao nan tương nghỉ. Sự cảm ứng đạo giao này là không thể nghĩ bàn, tưởng tượng không tới được, là lời lẽ đã bật nên tâm hành đã diệt, muốn nói cũng nói không ra, tâm sinh vọng tưởng, muốn biết đây là gì nhưng lại không biết. Ngã thử đạo tràng như đế châu, đạo tràng của con đây giống như hạt châu ở trước cung điện của trời Đế Thích. Hạt châu này thấy được tất cả cảnh tượng Thích Ca Như Lai ảnh hiện chung. Hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra ở trong hạt châu, ngã thân ảnh hiện Thích Ca Tiền. Thần còn hiện ra tựa như cái bóng ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đầu diện tiếp túc quỳ mạng lễ. Còn ở trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, năm thể sát đất, một lòng lại Phật phải có tâm như vậy, đây gọi là thâm tâm tin hiểu. Như ở trước mặt, khi chúng ta lại Phật thì quán tưởng chúng ta đang ở trước Phật, Phật cũng đang ở trước chúng ta, hỗ tương hiển hiện. Như Khổng Tử Nho Giáo có nói rằng, tế như tại, tế thần như thần tại, tôi tế lễ quỷ thần thì quỷ thần sẽ ở tại đây. Lại nói, như tại kỳ thượng, lại tế quỷ thần thì quỷ thần sẽ ở trước mặt. Như tại kỳ tả hữu, lại tựa giống như ở bên phải, bên trái, như là bạn tưởng tượng ra vậy. Bạn nghĩ chúng giống như đang ở trước mặt, như đang ở bên phải, bên trái, lại Phật cũng như thế, như đang ở trước mặt, như đang ở bên phải bên trái. Nếu Phật đang ở trước mặt bạn thì đương nhiên bạn sẽ lạy Phật hết sức cung kính, không thể cầu thả. Như chúng ta gặp một người, đối với họ hành lễ thì cũng cung kính, nhưng nếu họ không có ở đó thì sẽ cầu thả một chút, không cung kính hết mình. Đều dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh, đều hoàn toàn dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh. Bạn không thể tạo 10 nghiệp ác trước sau đó mới đến lạy Phật. Thân có 3 nghiệp ác, giết trộm dâm, bạn không thể đi giết hại trước rồi sau đó mới đến lễ Phật. Sám hối nghiệp chướng không sát sinh thì bạn không lạy Phật, sát sinh rồi hai tay dính đầy máu mới đến lạy Phật, đây gọi là thân nghiệp chẳng thanh tịnh. Bạn cũng không thể đi trộm cắp trước rồi sau đó mới đến trước Phật lạy Phật sám hối. Bất cứ nam nữ trước hết làm rất nhiều việc không chánh đáng, sau đó mới đến trước Phật lạy Phật cầu sám hối, đây đều là dùng thân lời ý chẳng thanh tịnh để lạy Phật. Cần phải đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, lễ Phật sau đó mới có cảm ứng. Ý có 3 nghiệp ác là tham sân si. Tại sao chúng ta bận rộn suốt ngày, từ sáng tới tối không có nghỉ ngơi? Là vì có tâm tham. Tâm tham chi phối chúng ta không khi nào nhàn hạ được. Khi tâm tham khởi lên mà sở cầu không được như ý thì sinh tâm sân, phiền não theo đó mà hiện ra.
Tại sao có phiền não? Vì ngu si. Nếu người có trí huệ thông minh thì gặp bất cứ việc gì cũng đều không sinh phiền não. Người ngu si đáng thương xót nhất, như chính mình không đi học, thấy họ có bằng bác sĩ rất vinh hiển, mình cũng nghĩ muốn có được bằng bác sĩ, nhưng không đi học thì làm sao có bằng bác sĩ. Lại như không học Phật Pháp, cũng chưa từng trải qua, nghe nói thành Phật là tối cao vô thượng, bèn nghĩ muốn thành Phật, đây chẳng phải là ngu si chăng? Lại như không có tiền vốn mà nghĩ muốn làm lập công ty kinh doanh, không mua giấy số lô tô mà muốn trúng số độc đắc. Những việc này không bao giờ xảy ra, lại có lối nghĩ ngu si. Người thích ngắm hoa thì muốn hoa đẹp, luôn luôn tươi tốt mãi, hy vọng hoa vĩnh viễn không phai tàn, trăng sáng đêm nào cũng tròn hoài. Đây lại là một hạng người nghĩ muốn trăng tròn mà không muốn trăng khuyết, hy vọng trăng đêm nào cũng chiếu sáng. Giống như người uống rượu thì nghĩ tất cả những dòng suối đều biến thành rượu, họ muốn tất cả những nơi nào có nước đều là rượu. Khi họ muốn uống thì uống bất cứ lúc nào. Người tham tiền thì nghĩ ước gì cây trong rừng đều biến thành tiền. Hết thảy cây cối trong rừng đều biến thành tiền. Khi họ muốn dùng tiền thì vào trong rừng lấy chút tiền để dùng. Như vậy làm sao được chứ? Hoa đẹp luôn luôn tươi tốt mãi. Lại có thể ví dụ hy vọng sắc đẹp của mình vĩnh viễn không thay đổi. Rượu và tiền cũng đều có khắp nơi. Trăng sáng đêm nào cũng tròn hoài. Đây là thuộc về khí. Khí gì? Hy vọng trăng sáng đêm nào cũng tròn, nhưng thực tế thì không thể nào được. Do đó chẳng được như ý. Chẳng được như ý tức là khí. Ở trên nói là rượu sắc tài khí. Chúng ta muốn không ngu si thì đừng có đủ thứ phiền não phát sinh. Đây là ý nghiệp. Miệng có thể tạo rất nhiều nghiệp theo dệt. Trên nói những lời không tránh đáng. Nam nữ hỗ tương, nói đối phương ra sao, nói những lời không có ích lợi gì. Vọng ngữ là nói dối. Vọng ngữ có đại vọng ngữ, tiểu vọng ngữ. Đại vọng ngữ ví như phạm tội giết người, trộm cắp, tà dâm đều không thừa nhận. Chửi mắng là nói lời rất hung ác, khiến cho người chẳng muốn nghe. Hai lưỡi là hoan hỉ, làm rắn hai đầu. Những điều ở trên đều là nghiệp chướng. Ai có những ma bệnh ở trên thì thân miệng ý chẳng thanh tịnh. Mà hiện tại nói là thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh để lạy Phật. Thường tu lễ kính là thường thường tu thân miệng ý nghiệp thanh tịnh để lễ kính Phật. Tuy nhiên nói đã phạm tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối để lạy Phật thì chẳng thanh tịnh, nhưng bạn vẫn không biết sửa lỗi làm mới để lạy Phật. Như vậy so với bạn không lạy còn tốt hơn, phải thân miệng ý nghiệp thanh tịnh để lạy Phật. Khi lễ kính thì quán tưởng ở chỗ vô lượng vô biên mỗi vị Phật, tâm của chúng ta lễ kính cũng hiện ra vô lượng vô biên, thân của chúng ta cũng hiện ra bất khả thuyết, nhiều như số hạt bụi nói không hết được. Phật Pháp thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, chỉ cần bạn phát tâm lễ khắp pháp giới này thì công đức lễ khắp cũng nhiều khắp pháp giới. Tuy thân bạn chưa thành Phật nhưng có thể quán tưởng như vậy thì ở trước mỗi vị Phật đều sẽ hiện ra thân của bạn. Khi Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn 53 vị thiện tri thức lễ lại Bồ Tát Di Lặc thì nhìn thấy chỗ ở của Bồ Tát Di Lặc rất trang nghiêm, đủ thứ lầu các vô tận. Trong lầu các có lầu các, mỗi một lầu các đều có một vị Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Ngài nhìn thấy có bao nhiêu Bồ Tát Di Lặc thì cũng nhìn thấy chính mình Thiện Tài Đồng Tử hiện ra bấy nhiêu để lễ lại Bồ Tát Di Lặc. Cảnh giới này là trùng trùng vô tận, nhiều đếm không xuể. Cho nên hiện tại giảng kinh Hoa Nghiêm nên tu quán pháp giới này, gọi là quán tưởng pháp giới. Ví như lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nên quán tưởng thân mình ở trước chư Phật trong mười phương, nhiều như số hạt bụi đang lại kinh Pháp Hoa. Phải phát tâm vô tận này, vì tất cả do tâm tạo, tâm lượng của bạn khắp cùng pháp giới. Hiện ra nhiều thân như vậy để lại nhiều vị Phật đều có thể nhiếp thọ lễ lại của bạn. Cõi hư không hết, gì gọi là hư, gì gọi là không, hư là không thật, không là không có. Hư không thì chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, là vô thủy, vô chung. Cõi hư không chẳng còn nữa thì lễ kính của con mới hết, nhưng cõi hư không chẳng khi nào cùng tận, thì lễ kính của con cũng chẳng khi nào cùng tận, lúc nào cũng đều lễ kính chư Phật. Lễ này thật là vô cùng vô tận, hết thuở vị lai lễ kính chư Phật. Như vậy, cho đến cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh cũng hết, thì lễ của con mới hết. Mà cõi chúng sinh không khi nào hết được, nghiệp chúng sinh cũng không khi nào hết được, phiền não chúng sinh cũng không khi nào hết được. Vì phiền não của chúng sinh là do vô minh mà ra, nghiệp của chúng sinh là do phiền não tạo thành, nhưng cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh vĩnh viễn không thể nào hết được, không thể nào cùng tận. Cho nên nguyện lực lễ kính chư Phật của con cũng không cùng tận. Con lễ kính chư Phật thành khẩn, niệm niệm liên tục không ngừng, thân lời ý nghiệp cũng không mỏi nhàm, dùng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh lễ kính chư Phật vĩnh viễn đều không cùng tận. Ở Thử Gia Ban
tùy người không đồng. Nhưng có một số người có chút tâm thành, ngồi thiền cũng ngồi rất tốt, người tu đạo cũng tốt. Ít người càng tốt, một người cũng không ít, vạn vạn người cũng không nhiều. Tại sao vậy? Vì tu đạo là tự mình tu cho mình, chẳng phải người khác tu thế cho mình, cũng chẳng phải mình tu thế cho người khác. Cho nên nói, mình ăn thì mình no, sinh tử của mình tự mình kết liễu. Như tôn giả A Nan cho rằng, Ngài là anh em chú bác với Đức Phật nên chẳng chịu tu đạo, chẳng tu định lực. Kết quả những vị tỷ kheo khác chứng quả A-la-hán hết, Ngài vẫn là sơ quả. Hôm nay có người hỏi tôi, tay tự dao động, chân tự dao động, đây là đạo lý gì? Đây là một bộ phận ngồi thiền, đều có. Hỏi, vậy tại sao một số người không có? Có thể công phu của họ chưa đủ, hoặc cảnh giới này họ đã trải qua rồi. Không những tay chân tự dao động mà có lúc ngồi thiền con mắt cũng sẽ hoạt động. Con mắt mở ra rồi nhắm lại rồi mở ra cũng không biết làm gì. Đừng tưởng nó mở ra là nó nhấp nháy, mở nhắm rất nhanh, tay cũng sẽ dao động, mắt cũng sẽ dao động. Người tu hành chẳng minh bạch thì cho rằng bị ma ám. Có phải ma vương đến làm cho thân tôi chấn động chăng? Hoặc là cho rằng có bệnh, hoặc là đối với tình hình này cảm giác đáng sợ, cho rằng sẽ bị điên. Sự dao động này là khí huyết lưu thông, vì trước kia chưa từng dụng công cho nên khí huyết không chảy đều. Bây giờ dụng công thì khí huyết sẽ lưu thông, chỗ nào không thông thì sẽ thông. Có lúc những chỗ đó khí huyết không qua được thì khí huyết không chạy qua, cho nên chấn một cái. Cái chấn này 36 lần nhưng bạn không cần tính đếm nó. Tay chân trên thân con người có 36 đại quan kết, cho nên đến mỗi nơi đều sẽ chấn động một cái. Đây cũng có thể nói là đại địa 6 thứ chấn động, bạn ngồi có lúc cảm giác giống như căn phòng đều chấn động. Việc này đừng có sợ. Đây là tác dụng khí huyết của con người. Lại nữa, thiện nam tử nói khen ngợi Như Lai là hết tài thận pháp giới, hư không giới, mười phương ba đầy tất cả cõi nước. Trong mỗi mỗi hạt bụi của hết thảy hạt bụi đều có chư Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới. Chỗ mỗi mỗi Đức Phật đều có hải hội Bồ Tát vây quanh. Con đều dùng tri kiến, hiểu biết hiện tiền thâm sâu thủ thắng, đều dùng biện tài căn lưỡi vi diệu hơn hẳn thiên nữ. Mỗi mỗi căn lưỡi vang ra vô tận biển âm thanh, mỗi mỗi biển âm thanh vang ra tất cả biển lời lẽ, tán thán khen ngợi các biển công đức của tất cả Như Lai. Hết thuở vị lai liên tục không ngừng, tận pháp giới hết thảy đều cùng khắp. Như vậy cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự khen ngợi của con mới hết. Mà cõi hư không cho đến phiền não không bao giờ hết, cho nên sự khen ngợi của con cũng không bao giờ hết. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàm. Lại tiếp tục nói, thiện nam tử, bạn là người tu năm giới hành thập thiện, tu mật hạnh Bồ Tát, thiện tài đồng tử, tùy hiện thân đồng tử nhưng thật sự là đại Bồ Tát, cho nên Bồ Tát Phổ Hiền gọi ngài thiện nam tử. Nói khen ngợi Như Lai là hết thầy tận pháp giới. Pháp giới có 10: pháp giới của Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Duyên Giác, pháp giới của Thanh Văn, pháp giới của trời, pháp giới của người, pháp giới của Atula, pháp giới của súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục. Mà 10 pháp giới này không ra ngoài một tâm niệm hiện tiền của con người. Một tâm niệm đầy đủ 10 pháp giới, 10 pháp giới lại đầy đủ vô lượng các pháp giới, cho nên pháp giới là vô lượng, vô biên. Tận cõi hư không cho đến 10 phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi của hết thảy hạt bụi đều có tất cả thế giới, trong tất cả thế giới đó lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi. Ở chỗ mỗi mỗi Đức Phật đều có vô lượng, vô biên, vô số hải hội Bồ Tát vây quanh Đức Phật. Hải hội là nói những vị Bồ Tát đó đông nhiều như biển. Bồ Tát Phổ Hiền nói, tôi đều dùng kiến giải tu hành thù thắng thâm sâu, hiện tiền trí kiến, trì là trí huệ, kiến là kiến tánh, đều dùng biện tài căn lưỡi vi diệu hơn hẳn thiên nữ và tất cả mọi người. Căn lưỡi của thiên nữ nói rất là hay, biện luận rất là hay, mà biện tài vô ngại của Bồ Tát Phổ Hiền còn hơn hẳn thiên nữ, cho nên nói căn lưỡi biện tài hơn hẳn thiên nữ. Biện tài có 4 vô ngại biện: 1. Từ vô ngại biện, lời lẽ không có chướng ngại, khéo biện luận. 2. Pháp vô ngại biện, lìa một pháp mà sinh vô lượng pháp, lìa vô lượng pháp mà quy về một pháp. 3. Nghĩa vô ngại biện, một nghĩa lý mà giảng nói vô lượng nghĩa lại quy về một nghĩa. 4. Là thuyết vô ngại biện, đối với việc thuyết pháp lúc nào cũng cảm thấy không mỏi mệt, rất hoan hỉ dễ nói. Căn lưỡi vi diệu là giảng nói rất hay, lời lẽ nói ra khiến cho người tin và thích nghe. Vang ra vô tận biển âm thanh là căn lưỡi vi diệu, vang ra vô lượng vô biên biển âm thanh vi diệu không cùng tận. Mỗi một thứ âm thanh đều khen ngợi Như Lai. Vang ra tất cả biển lời lẽ, diễn nói rất nhiều, nghe rất hay, tán thán khen ngợi đủ thứ công đức của tất cả Như Lai mười phương ba đời.
hết thuở vị lai, khen ngợi Như Lai liên tục không ngừng, âm thanh đó vang khắp tận pháp giới, chẳng có nơi nào mà không nghe. Như vậy cõi hư không hết, khen ngợi Như Lai như vậy, cho đến cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự khen ngợi của con mới hết. Nếu cõi chúng sinh không hết, cõi hư không không hết, pháp giới không hết, nghiệp chúng sinh không hết, phiền não chúng sinh cũng không hết, thì âm thanh khen ngợi Như Lai của con cũng vĩnh viễn không bao giờ hết được. Mà cõi hư không cho đến phiền não không bao giờ hết, cho nên sự khen ngợi của con cũng không bao giờ hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý ba nghiệp cũng không cảm thấy nhàm mỏi. Lại nữa, thiện nam tử nói rộng tu cúng dường là tận pháp giới hư không giới. Trong các hạt bụi tất cả cõi Phật mười phương ba đời, mỗi mỗi hạt bụi đều có chư Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, ở chỗ mỗi mỗi Đức Phật đủ thứ hài hội Bồ Tát vây quanh. Con nhờ sức hạnh nguyện phổ hiền nên khởi tin hiểu hiện tiền tri kiến, đều đem các đồ cúng dường thượng hạng để cúng dường, như là mây hoa, mây trảng hoa, mây âm nhạc trời, mây lọng trời, mây y phục trời, đủ thứ hương trời, hương thoa, hương đốt, hương bột, các thứ mây như vậy, mỗi mỗi thứ nhiều như núi Chúa Tu Di, thắp lên đủ thứ đèn, đèn dầu tô, đèn dầu, các đèn dầu thơm, mỗi mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di, mỗi mỗi bình dầu như nước biển cả, đem các đồ cúng dường như vậy thường dâng lên cúng dường. Thiện nam tử, trong các sự cúng dường pháp là hơn hết, như là tu hành cúng dường, lợi ích chúng sinh cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh cúng dường, thế chúng sinh khổ cúng dường, siêng tu căn lành cúng dường, chẳng bỏ Bồ Tát nghiệp cúng dường, chẳng lìa Bồ Đề tâm cúng dường. Thiện nam tử, như vô lượng công đức cúng dường ở trước, so với một niệm công đức cúng dường pháp thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1 phần câu chi na do tha, 1 phần ca la, 1 phần tóa, 1 phần số, 1 phần dụ, 1 phần yêu ba ni sa đà. Tại sao vậy? Vì các Như Lai đều tôn trọng pháp, vì nhờ như lời nói mà tu hành sinh ra chư Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì sẽ được thành tựu cúng dường Như Lai, vì tu hành như vậy là chân thật cúng dường. Đây là sự cúng dường rộng lớn thủ thắng nhất. Cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết thì sự cúng dường của con mới hết. Mà cõi hư không cho đến phiền não không thể hết được, sự cúng dường của con cũng không hết được. Niệm niệm liên tục không có gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàm. Lại nữa, tại sao nói lại nữa? Vì đề mục ở trước nói lễ kính chư Phật khen ngợi Như Lai lại rộng tu cúng dường, cho nên gọi lại nữa. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng thiện nam tử, nói: thiện tài đồng tử, hiện tại muốn nói pháp môn rộng tu cúng dường, ngươi hãy chú ý lắng nghe. Thế nào gọi là rộng tu? Hết thảy tận pháp giới hư không giới, hết thảy tức là bao quát tất cả, bao quát pháp giới hư không giới. Tận pháp giới tức là tận cùng pháp giới, khắp cùng pháp giới tức cũng là đẩy khắp pháp giới. Hư không giới tức cũng là khắp cùng cõi hư không, đẩy khắp cõi hư không. Trong các hạt bụi tất cả cõi Phật mười phương ba đời, mười phương là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới mười xứ sở. Ba đời chư Phật là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai. Tất cả cõi Phật là hết thảy cõi nước. Trong mỗi hạt bụi có một thế giới, trong mỗi thế giới có một vị Phật đang chuyển bánh xe pháp. Đây gọi là trong nhỏ hiện lớn. Hạt bụi tuy nhỏ mà có thể bao dung thế giới, thế giới tuy lớn không ra khỏi một hạt bụi. Đây gọi là trong lớn hiện nhỏ. Do đó có câu: nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp. Ở trên một đầu sợi lông hiện ra một cõi Phật, ở trong hạt bụi cũng hiện ra cõi Phật. Cho nên trong nhỏ hiện lớn, lớn chẳng ngại nhỏ, trong lớn hiện nhỏ, nhỏ cũng chẳng ngại lớn. Lớn nhỏ dụng với nhau, viên dung vô ngại. Nhỏ cũng tức là lớn cũng tức là nhỏ. Cảnh giới này là cảnh giới trùng trùng vô tận, tức cũng là cảnh giới quang quang chiếu nhau, chiếu sáng lẫn nhau. Mỗi mỗi đều có tất cả thế giới. Trong mỗi hạt bụi lại có rất nhiều vô lượng vô biên thế giới. Trong mỗi một thế giới lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới. Ở chỗ mỗi mỗi Đức Phật, ở chỗ mỗi vị Phật đủ thứ hải hội Bồ Tát vây quanh. Đủ thứ tức là khác nhau. Nói kinh Kim Cang thì có Bồ Tát hải hội kinh Kim Cang vây quanh. Nói kinh Pháp Hoa thì có Bồ Tát hải hội kinh Pháp Hoa vây quanh. Nói kinh Bát Nhã thì có Bồ Tát hải hội kinh Bát Nhã vây quanh. Nói kinh A Hàm thì có Bồ Tát hải hội kinh A Hàm vây quanh. Nói kinh Phương Đẳng thì có Bồ Tát hải hội kinh Phương Đẳng vây quanh. Nói kinh Hoa Nghiêm thì có Bồ Tát hải hội kinh Hoa Nghiêm vây quanh. Nói kinh Lăng Nghiêm thì có Bồ Tát hải hội kinh Lăng Nghiêm vây quanh. Con nhờ sức hạnh nguyện phổ hiền, con nhờ sức lực tu hành hạnh nguyện phổ hiền nên sinh khởi tâm tin hiểu hiện tiền tri kiến. Phật pháp như biển cả, có tâm tin thì mới vào được biển cả Phật pháp, chẳng có tâm tin
thì không thể vào được biển cả Phật Pháp, cho nên nói Phật Pháp như biển cả chỉ tin mới vào được. Hiện tiền một tâm, một niệm trí kiến, một niệm trí huệ đều đem các đồ cúng dường thượng hạng để cúng dường chư Phật Bồ Tát. Đồ cúng dường thượng hạng là những gì? Tức là vô lượng vô biên hoa nhiều như mây, lại có mây trảng hoa, lại có mây âm nhạc trời. Âm nhạc cũng là một thứ cúng dường, cho nên trời Đế Thích có cả Thát Bà để tấu âm nhạc, lại có Khẩn Na La dùng âm nhạc cúng dường Phật. Lọng trời đốt hương rồi trong hư không kết thành lọng mây hương, giống như một cái lọng dù. Đây là lọng trời. Trong chú Lăng Nghiêm có lọng trắng lớn. Khi bạn tụng chú Lăng Nghiêm thì trong hư không có một cái lọng trắng lớn, trong không chiếu xuống chỗ này thì chỗ này chẳng có tai họa và tai nạn, cũng không thể có động đất và thiên tai, hết thảy tai nạn đều chẳng có. Mây y phục trời, y phục của người trời rất đẹp mà nhẹ. Trên trời có đủ thứ mùi hương thơm, như tụng chú Đại Bi thành tâm mà tụng thì sẽ có một thứ hương thơm. Đây chẳng phải là hương trên đàn hoặc những hương thơm khác của nhân gian. Nhân gian không cách chi ngửi được hương thơm này, nhưng phải thành tâm, nếu chẳng thành tâm thì chẳng có được. Khi bạn tụng chú thì tất cả quỷ thần dùng hương để cúng dường bạn, cho nên bạn cảm thấy có mùi hương này. Hương thoa, dùng hương thoa thân cúng dường Phật. Hương đốt, hương bột, đủ thứ các thứ mây như vậy, mỗi thứ số lượng nhiều như núi Tu Di. Bạn nói đây chẳng phải là đại cúng dường chăng? Tu Di là tiếng Phạn, dịch là rượu cao. Sự cao này không thể nghĩ bàn. Xung quanh núi Tu Di có 7 tầng biển hương thủy, biển nước thơm. Bên ngoài biển hương thủy có 4 đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Núi Tu Di cao 8.4 vạn do tuần, mặt trời mặt trăng chỉ ngang chừng nửa núi Tu Di. Tứ Đại Thiên Vương cũng ở nửa chừng núi Tu Di. Ở trên nói phẩm vật cúng dường cao như núi Tu Di, đây chẳng phải là không thể nghĩ bàn chăng? Thắp lên đủ thứ đèn, thắp đèn lên cúng dường ở trước Phật thì con mắt sẽ trong sáng. Đây là quả báo cùng Phật đắc được. Tại sao con mắt của bạn chẳng trong sáng? Là vì bạn chẳng cúng đèn ở trước Phật. Đủ thứ đèn có đèn dầu tô, dầu làm bằng sữa, đèn dầu và các đèn dầu thơm. Trong mật tông có một thứ pháp hàng phục ma, là lúc mật tông Kim Cang Thượng Sư niệm chú ở trước mặt đốt lên một đống lửa, hoặc đổ vào một chút dầu tô, hoặc dùng dầu bình thường để đốt lên, hoặc đem y phục để đốt, bất cứ vật gì đều có thể đốt lên cúng Phật. Sự cúng dường này càng giá trị hơn tiền bạc, càng có công đức hơn, nhất là dùng vàng để đốt thì công đức càng lớn. Công đức lớn nhỏ chẳng phải nói, bạn đốt vàng thật thì công đức lớn, còn bạn đốt một đống bùn thì công đức nhỏ, đây hoàn toàn tùy tâm thành của bạn. Nếu bạn dùng tâm chân thành đem vật quý trọng nhất để cúng dường Phật thì biểu thị bạn có chân tâm. Có chân tâm thì có công đức, chứ chẳng nhất định phải đốt vàng thật mới có công đức. Vậy đốt đèn dầu cứu kính có lợi ích gì? Một khi đốt lên thì chẳng có. Đây cũng là thử nghiệm xem bạn có chân tâm chăng. Nếu có tâm chân chánh bố thí thì đốt gì cũng đều được. Cần phải có tâm xả, do đó công đức là ở tại tâm xả. Mỗi mỗi tim đèn cao lớn như núi Tu Di, mỗi mỗi bình dầu nhiều như nước biển cả. Sự cúng dường này ai có thể cúng dường được? Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng lượng pháp giới, tánh pháp giới chỉ cần có chân tâm cúng dường thì lượng này đồng với núi Tu Di, đồng với nước biển cả, chứ không nhất định dùng dầu nhiều như nước biển cả để thắp đèn. Nếu lượng mà lớn, tâm mà chân thành thì lượng sẽ đồng với xa giới, số nhiều như số cát sông Hằng vô cùng vô tận. Đem đủ thứ các đồ cúng dường như đã nói ở trên, đầy đủ số lượng đồ cúng dường nhiều như vậy thường dâng lên cúng dường Phật. Trước kia có người rất nghèo, mua 1 lít dầu, đem lên chùa Kim Sơn ở tỉnh Giang Tô, Trấn Giang cúng dường thắp lên ở trước Phật. Phương trượng chùa Kim Sơn là vị mắt sáng, đã khai mở ngũ nhãn, ngài bảo vị trí khách rằng ngày mai hãy mở cửa chánh điện. Có một vị đại hộ pháp đến cúng dường và mời ông ta ở lại dùng cơm với phương trượng. Ngày mai quả nhiên ông ta đến, đồng thời cũng có một người rất giàu có đến, người giàu có nhìn thấy tất cả. Ngày thứ hai, người giàu có bèn mua 1.000 lít dầu đến cúng dường, nhưng vị phương trượng bèn bảo vị trí khách rằng hãy mở cửa nhỏ kế bên chánh điện và mời người giàu có đó đến phòng khách thọ trai. Vị trí khách thấy lạ không hiểu, bèn thỉnh giáo vị phương trượng. Vị phương trượng nói, người nghèo kia mua 1 lít dầu là đem toàn bộ tài sản của ông ta ra để cúng dường. Còn người giàu có kia, đừng nói là mua 1.000 lít dầu,
Dù có mua 1 vạn lít dầu cũng rất là bình thường, vì đó chỉ là một phần tài sản rất nhỏ của ông ta mà thôi. Do đó có thể thấy cúng Phật chẳng màng nhiều ít, quan trọng nhất là phải có tâm thành. Tâm chân thành của bạn đến cực điểm thì có công đức. Núi Tu Di ở đây là nói bạn phát tâm lớn như núi Tu Di, bằng không phát tâm nhỏ thì công đức cũng nhỏ. Thiện nam tử, trong tất cả sự cúng dường, giảng kinh thuyết pháp cho người nghe là cúng dường lớn nhất. Trong kinh Phạm Võng có nói, bạn giảng kinh thuyết pháp cho người nghe dù mỗi ngày ăn rau cải, thức ăn đáng giá 3 lạng vàng cũng không sao. Ý nói bạn có thể tiếp thọ, đem 3 lạng vàng để mua đồ vật giá trị, nhưng cũng đừng cho rằng một ngày có thể thọ 3 lạng vàng, tôi ăn rồi, có thể thọ được, đừng có tâm tự mãn như thế. Trong kinh Kim Cang có nói, nếu bạn dùng 7 báu bố thí 3.000 đại thiên thế giới, công đức lớn cũng không bằng giảng 4 câu kệ cho người ta nghe. Cho nên trong các sự cúng dường pháp là lớn nhất. Như thuyết tu hành cúng dường, ví như có người nghe nói bố thí 3 la mật bèn tu bố thí, có người nghe nói chỉ giới 3 la mật bèn tu chỉ giới 3 la mật, nghe nói nhẫn nhục 3 la mật thì họ bèn tu nhẫn nhục 3 la mật chẳng nóng giận. Người thật minh bạch Phật pháp tu hạnh nhẫn nhục thì không có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Có người nghe nói tinh tấn 3 la mật bèn ngày đêm 6 thời luôn tinh tấn, luôn luôn y pháp tu hành. Nghe nói thiền định 3 la mật tứ thiền bát định sinh ra vô lượng các công đức, đắc được đủ thứ giải thoát thì họ bèn y chiếu thiền định 3 la mật mà tu hành. Nghe thấy bát nhã 3 la mật bèn tu bát nhã 3 la mật chẳng sinh tưởng pháp ngu si. Nghe được 4 đế khổ tập diệt đạo, biết khổ đoạn tập mộ diệt tu đạo, bèn y theo pháp 4 đế tu hành. Nghe được pháp 12 nhân duyên, bèn y theo pháp 12 nhân duyên tu hành. Nghe nói 4 tâm vô lượng từ bi hỷ xả, bèn y chiếu theo 4 tâm vô lượng tu hành. Tóm lại, nghe thấy pháp môn gì thì thực hành pháp môn đó, đây gọi là như thuyết tu hành cúng dường. Nói đến như thuyết tu hành cúng dường, trong các sự cúng dường, pháp cúng dường là thủ thắng nhất. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành tại Nhân Điện thì vì cầu pháp nửa bài kệ mà xả bỏ tánh mạng. Một ngày nọ nghe quỷ La Sát nói rằng các hành vô thường là pháp sinh diệt. Đức Phật Thích Ca nói, điều nhà ngươi nói là Phật pháp chỉ mới nửa bài kệ thôi, còn nửa bài kệ nữa mà sao không nói luôn đi. Quỷ La Sát nói, không sai, điều tôi nói là Phật pháp, chẳng qua tôi đói quá, bây giờ trước hết tôi phải đi tìm một người để ăn, ăn no rồi tôi mới có thể nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, nhà ngươi nói trước đi rồi ăn tôi có được chăng? Quỷ La Sát nói, ngài có thể để cho tôi ăn thịt ngài chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, được, nhưng nhà ngươi hãy nói trước đi, tôi minh bạch pháp rồi, thì nhà ngươi hãy ăn thịt tôi. Quỷ La Sát nói, được, sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Nói xong rồi bèn nói với Đức Phật Thích Ca rằng, bây giờ tôi có thể ăn ngài được chăng? Tôi đã nói pháp xong rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đợi một chút, tôi sẽ cho nhà ngươi ăn. Quỷ La Sát nói, có phải ngài hối hận chăng, muốn nuốt lời phải chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chẳng phải, vì 4 câu kệ của nhà ngươi nói là Phật pháp, một số người chưa nghe qua Phật pháp, bây giờ tôi muốn dùng dao khắc bài kệ này lên cây, sau đó nhà ngươi ăn thịt tôi. Quỷ La Sát nói, được, do đó Đức Phật bèn dùng dao khắc bài kệ 4 câu này lên cây, sau đó ngài nghĩ khắc lên cây không bền vững lâu dài. Quỷ La Sát lại muốn ăn thịt ngài, ngài nói, đợi chút xíu nữa để tôi khắc bài kệ này lên đá cho những thế hệ sau này được nghe Phật pháp, vì khắc lên cây không bền vững lâu dài, khắc xong nhà ngươi ăn ta cũng không muộn. Chẳng phải vì tôi, vì chính tôi mà tôi nghĩ tới muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch Phật pháp. Quỷ La Sát nói, được, ngài hãy bắt đầu làm đi, đừng có kéo dài thời gian nữa. Do đó ngài khắc bài kệ 4 câu đó lên đá, khắc xong rồi bèn mời Quỷ La Sát đến ăn ngài. Quỷ La Sát nói, ngài thật cho tôi ăn chăng? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đương nhiên tôi không nói dối đâu, xin nhà ngươi hãy đến ăn tôi đi. Quỷ La Sát nói, ngài thật là người tu hành, tốt lắm, bây giờ tôi đã biết ngài chân thật là người tu hành, hẹn gặp lại. Nói xong Quỷ La Sát vọt lên trên không mà đi, nguyên lai là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân đến thử nghiệm ngài. Cho nên tu đạo nhất định phải có chân tâm, đừng vì mình, dù có bị quỷ muốn ăn thịt mình, hãy đều vì pháp quên mình, vì pháp có thể đem tánh mạng của mình ra bố thí. Cho nên nói, các sự cúng dường pháp là hơn hết, lợi ích chúng sinh cúng dường. Người hành Bồ Tát Đạo vì chúng sinh nói pháp để lợi ích chúng sinh, tức là lợi ích chúng sinh cúng dường. Xem tất cả chúng sinh như con cái của mình, chẳng có sự phân biệt, từ bi nhiếp thọ tất cả chúng sinh, nên gọi nhiếp thọ chúng sinh cúng dường. Người hành Bồ Tát Đạo phải phát nguyện thế chúng sinh thọ khổ,
luôn luôn ở trước Phật phát nguyện, cầu cho hết thảy đao binh nước lửa, ôn dịch lưu hành, đủ thứ tai kiếp đều được tiêu trừ. Chúng sinh thọ khổ thì để mình Ngài chịu thế, còn khổ của chúng sinh phải chịu thì đừng đến thân họ nữa, đây gọi là thế chúng sinh khổ cúng dường. Bồ Tát siêng tu căn lành của chính mình cũng khuyên bảo chúng sinh siêng tu căn lành, đây gọi là siêng tu căn lành cúng dường. Nghiệp của Bồ Tát tu là lục độ vạn hạnh, nếu thường tu lục độ vạn hạnh hành Bồ Tát đạo, tức là chẳng bỏ Bồ Tát nghiệp cúng dường, luôn luôn phát Bồ Đề tâm, lúc nào cũng lìa khỏi Bồ Đề, lúc nào cũng chẳng lìa khỏi Bồ Đề tâm. Phàm là việc có lợi ích đối với chúng sinh đều phải đi làm, chính mình chẳng lìa Bồ Đề tâm, cũng khuyên bảo chúng sinh luôn luôn không lìa Bồ Đề tâm, luôn luôn phát Bồ Đề tâm, tức là chẳng lìa Bồ Đề tâm cúng dường. Bồ Tát Phổ Hiển lại nói: Thiện nam tử, như vô lượng vô biên công đức cúng dường ở trước đã nói, so với một niệm công đức cúng dường phát thì không bằng 1%, cũng không bằng 1/1000, cho đến cũng không bằng 1/1 câu chi na do tha, 1/1 ca la, 1/1 toán, 1/1 số, 1/1 dụ, 1/1 yêu ba ni sa đà. Tại sao công đức cúng dường pháp lớn như vậy? Vì tất cả chư Phật Như Lai đều tôn trọng Phật pháp. Nếu không có Phật pháp thì không có ai thành Phật. Muốn thành Phật thì phải học Phật pháp, do đó pháp do tăng truyền, phải học Phật pháp với người xuất gia, dùng pháp cúng dường chư Phật Như Lai và cúng dường chúng sinh thì công đức này không thể nghĩ bàn, không cách chi nói ra được nhiều bao nhiêu. Y chiếu theo những gì Phật pháp nói mà tu hành thì sẽ có chúng sinh thành Phật. Nếu các Bồ Tát tu hành pháp cúng dường thì vị Bồ Tát đó một mặt là cúng dường Như Lai, một mặt khiến cho Ngài thành tựu Như Lai. Tu hành như vậy mới là chân thật cúng dường. Cúng dường pháp cũng là cúng dường rộng lớn, cũng là cúng dường thủ thắng nhất. Cho đến cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, thì sự cúng dường của tôi mới hết. Mà cõi hư không cho đến cõi chúng sinh, cõi chúng sinh nghiệp chướng, cõi chúng sinh phiền não, vĩnh viễn đều không thể hết được. Cho nên tôi phát nguyện cúng dường rộng lớn cũng không thể hết được. Niệm niệm liên tục không có gián đoạn, thân miệng ý nghiệp cúng dường không khi nào mỏi nhàm. Do đó có câu, trên mặt không sân là đồ cúng dường. Nếu trên mặt không có hiện tượng nổi giận sân hận, đây là đồ cúng dường. Trong miệng không sân vang diệu âm, nếu miệng không nói lời ác thì giống như phát ra mùi thơm vi diệu. Trong ý không sân là châu báu, trong ý niệm cũng không sân, tức là đồ cúng dường. Không si không tham là hương cúng dường, chẳng có tâm si và tâm tham, tức là đồ cúng dường. Lại nữa, thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng là Bồ Tát tự nghĩ, còn ở trong vô lượng kiếp quá khứ do tham sân si mà thân miệng ý tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác đó mà có hình tướng thì tận cõi hư không chẳng thể dung chứa hết được. Nay con đều dùng ba nghiệp thanh tịnh ở trước tất cả chư Phật Bồ Tát khắp pháp giới cõi nước, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thành tâm sám hối sau này không tạo nữa, luôn trụ tịnh giới tất cả công đức. Như vậy cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết thì sự sám hối của con mới hết. Mà cõi hư không cho đến phiền não chúng sinh không thể hết được, nên sự sám hối của con không hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàm. Bồ Tát Phổ Hiện lại nói: Thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng, sám là ăn năn tội lỗi đã tạo trước kia, hối là hối hận không tái phạm nữa. Lễ sám ở trong Phật giáo là dùng tâm trí thành khẩn thiết ở trước Phật, tinh tấn lại Phật hối lỗi. Đừng có cầu thả thì mới có công hiệu. Trí giả đại sư hướng về phương Tây lại danh từ Kinh Lăng Nghiêm 18 năm mà vẫn không gặp được bộ kinh này. Người hiện nay đừng nói đến lại 18 năm, lại 18 tháng mà thấy không thành công thì đã ngừng rồi. Trí giả đại sư một đời lại kinh Pháp Hoa, sao chép tạng kinh rất nhiều lần, tạo tượng Phật cúng hơn 8 vạn tượng. Khi Ngài sinh ra thì mẹ của Ngài thấy hào quang rực rỡ vào trong nhà của Ngài, sau đó sinh Ngài ra. Lúc Trí giả đại sư 19 tuổi, nghe một vị Pháp sư giảng Phẩm Phổ Môn, nghe rồi liền nhớ, giống như đời trước Ngài đã từng đọc qua rồi. Khi Ngài đi gặp Nam Nhạc Hoài Tư đại sư thì đại sư bèn nói với Ngài rằng: Ngươi đến rồi à, có còn nhớ trước kia chúng ta cùng nhau ở tại Linh Sơn trong hội Pháp Hoa Trăng? Hiện tại nhân duyên đã thành thục, chúng ta lại gặp nhau nữa. Do đó Nam Nhạc đại sư dạy Ngài phẩm an lạc hạnh, còn dạy Ngài đọc tụng kinh Pháp Hoa, lại kinh Pháp Hoa. Khi Ngài lại đến phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thì khai ngộ. Do đó Ngài đem cảnh giới khai ngộ này nói với Nam Nhạc đại sư rằng:
Tại sao khi con đọc đến đó gọi là chân tinh tấn, đó gọi là chân pháp cúng dường, thì con thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở trên núi Linh Sơn giảng kinh Pháp Hoa, đây là đạo lý gì? Nam Nhạc Đại Sư bèn ấn chứng cho Ngài nói, chỉ có ngươi mới đắc được cảnh giới vi diệu này, cũng chỉ có ta mới nhận thức được cảnh giới này. Hiện tại ngươi chứng được tiền phương tiện của Pháp Hoa Tam Muội Nhất Toàn Đà La Ni. Trải qua sự ấn chứng này rồi, trí giả đại sư đắc được trí huệ biện tải vô ngại, không có vị pháp sư nào biện luận hơn ngài được. Trí giả đại sư khai mở viên giác rồi bèn tăng thêm dụng công tu hành kinh Pháp Hoa. Khi ngài viên tịch, ngài gọi thị giả đến tụng một biến kinh Pháp Hoa, nghe xong rồi dùng nước thơm xúc miệng, nói bài kệ xong rồi bèn ngồi mà viên tịch. Trí giả đại sư ở trên Ngũ Đài Sơn vốn có rất nhiều người đánh cá, về sau trí giả đại sư giáo hóa họ, trong phạm vi khoảng 300 dặm không còn người đánh cá nữa, cũng không có ai sát sinh, những người lân cận đều quy y với ngài, cho nên trí giả đại sư có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngài chuyên tu hành pháp môn lễ sám, nói sám hối nghiệp chướng Bồ Tát, tự nghĩ còn ở trong vô lượng kiếp quá khứ, do tâm tham, tâm sân, tâm si mà phát sinh nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, làm ra vô lượng vô biên đủ thứ các nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác đó mà có hình tướng thì để khắp tận cõi hư không cũng chẳng thể dung chứa hết được. Hiện tại con đều dùng ba nghiệp thanh tịnh, không tạo nghiệp thân, không tạo nghiệp miệng, không tạo nghiệp ý, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh ở trước tất cả chư Phật Bồ Tát, khắp pháp giới cõi nước, nhiều nhất số hạt bụi cõi Phật, thành tâm thành ý sám hối, sau này không tạo nghiệp trước nữa, luôn luôn trụ tịnh giới, giữ gìn giới tướng tất cả công đức và hết thảy công đức tu hành. Như vậy cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, thì sự sám hối của con mới hết, mà cõi hư không chẳng thể nào hết, chúng sinh không thể nào hết, nghiệp chúng sinh không thể nào hết, cho đến phiền não chúng sinh không thể hết được, cho nên sự sám hối của con không hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý ba nghiệp không khi nào mệt mỏi, nhàm chán. Bồ Tát càng lễ Phật thì càng có tinh thần, càng lễ sám thì càng hoan hỷ. Đây mới là chân chánh sám hối, phát tâm sám hối đều là Bồ Tát, phàm phu chẳng có căn lành thì không thể sám hối. Lại nữa, thiện nam tử nói tùy hỷ công đức là hết thảy tận pháp giới hư không giới, chư Phật Như Lai, mười phương ba đời, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, từ lúc ban đầu phát tâm vì nhất thiết trí mà siêng tu, tích tụ phước, chẳng tiếc thân mạng, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi kiếp, xả bỏ số đầu mắt tay chân, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả khổ hạnh khó làm như vậy, viên mãn đủ thứ môn ba la mật, chứng nhập đủ thứ trí địa của Bồ Tát, thành tựu vô thượng Bồ Đề và niết bàn của chư Phật, phân thân xá lợi, hết thảy căn lành con đều tùy hỷ. Và mười phương tất cả thế giới đó, sáu loài bốn thứ sinh, tất cả giống loài hết thảy công đức cho đến một hạt bụi con đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả thanh văn và bích chi Phật, hữu học vô học, hết thảy công đức con đều tùy hỷ. Tất cả Bồ Tát tu vô lượng khổ hạnh khó làm, trí cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, công đức rộng lớn con đều tùy hỷ. Như vậy cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng sự tùy hỷ của con đây không thể nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không có mỏi nhàm. Tùy hỷ công đức có bốn thứ: một, tùy mà không hỷ; hai, hỷ mà không tùy; ba, cũng tùy cũng hỷ; bốn, chẳng tùy chẳng hỷ. Tùy mà chẳng hỷ là phát xuất từ sự miễn cưỡng. Ví như có những vị hòa thượng vì chính trị mà thiêu thân, thân đã xả bỏ rồi, nhưng chẳng phải phát xuất từ sự hoan hỷ, mà là có một thứ tâm sân hận đấu tranh, đây gọi là tùy mà chẳng hỷ. Hỷ mà chẳng tùy là hoan hỷ nhưng chẳng đi làm công đức. Cũng tùy cũng hỷ là chạy theo làm công đức mà còn hoan hỷ, chẳng tùy chẳng hỷ là vốn chẳng đi làm cũng chẳng hoan hỷ. Có bốn thứ sự khác biệt này: công là lập công, đức là làm đức hạnh. Công thì hiển bày, đức thì bí mật, công thì ai ai cũng nhìn thấy được, đức thì có lúc nhìn chẳng thấy. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với thiện tài đồng tử rằng: thiện nam tử nói tùy hỷ công đức là hết thảy tận pháp giới hư không giới, chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật mười phương ba đời, từ lúc ban đầu phát bồ đề tâm tu nhất thiết trí huệ, tinh tấn tu phước tu huệ chẳng giải đãi. Phước là từ nhiều phương tiện mà tu thành, do đó có câu: đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, vì công đức lớn là do từ công đức nhỏ tích tụ mà thành. Đừng cho việc ác nhỏ mà cứ làm, đừng nói đó chỉ là lời nói dối nho nhỏ,
chẳng phải là việc lớn. Nói dối nho nhỏ mà nói dối nhiều lần, từ từ sẽ thành nói dối lớn, đại vọng ngữ. Cũng đừng cho rằng giết một con kiến là chuyện nhỏ, không quan trọng giết người là bắt đầu từ giết con kiến. Chỗ nhỏ cũng phải lưu ý, chú ý những công đức nhỏ đó thì phước sẽ tích tụ lại với nhau. Núi Thái Sơn là do từ từng hạt bụi tạo thành, phước cũng như thế. Chư Phật Như Lai vì giáo hóa chúng sinh mà hy sinh thân mạng để cứu giúp chúng sinh. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng lóc thịt cứu chim ưng, con chim ưng truy đuổi con chim cát, đuổi tới chỗ vị tu hành đó. Còn chim cát biết người tu hành có lòng từ bi, chim cát bèn bay đến đậu trên vai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo hộ con chim cát đó. Còn chim ưng bèn nói, Ngài bảo hộ con chim cát này nó sống, còn tôi sẽ phải chết, tôi chẳng có thịt ăn, sẽ phải chết đói. Ngài cứu nó mà chẳng cứu tôi, thật là không bình đẳng, chẳng từ bi. Nếu Ngài chẳng cứu tôi thì cũng đừng cứu nó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vậy ta sẽ lóc thịt của ta cho người ăn. Do đó Ngài bèn lóc thịt trên thân của Ngài cho chim ưng ăn. Chim ưng ăn rồi nói, vẫn còn chưa no, lóc thêm một miếng nữa đi. Do đó lại lóc thêm một miếng thịt nữa cho nó ăn. Chim ưng ăn hết thịt trên thân Ngài vẫn chưa no. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, người ăn hết thịt của ta rồi mà vẫn chưa no, vậy người có thể ăn hết xương cốt của ta luôn đi. Người xem ăn được cái gì nữa thì cứ ăn. Chim ưng nói, Ngài thật là người tu đạo, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Nói xong rồi bay lên không trung. Nguyên lai là người trời đến thử nghiệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì giáo hóa chúng sinh mà xả thí thân mạng chẳng biết bao nhiêu lần, cho nên nói, hết quả đất này chẳng có một hạt bụi nào chẳng phải là nơi bỏ thân mạng của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Ở trong đời quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng phát nguyện bố thí 1000 thân thể để cứu độ chúng sinh. Chúng ta hiện tại có thể phát đại nguyện này xả bỏ đi thân mạng của chúng ta để giáo hóa chúng sinh được chăng? Nếu được tức là tùy hỷ, nếu không được tức là hỷ mà không tùy. Bạn cho rằng bạn rất khâm phục Phật quá khứ, nhưng bạn xả được thân mạng của mình, đây gọi là hỷ mà không tùy. Nếu bạn cũng có thể phát nguyện xả thân cứu độ chúng sinh, nhưng cũng phải chân tránh giải quyết vấn đề sinh tử của chúng sinh, hoặc là có thể cứu pháp thân huệ mạng của họ cũng được, không cần xả thân mạng một cách quá ngu si, đây gọi là cũng tùy cũng hỷ. Nếu cho rằng xả thân mạng quá khó, làm không được, cũng chẳng tán thành pháp này, đây gọi là chẳng tùy chẳng hỷ. Nếu bạn làm nhưng làm một cách miễn cưỡng là vì hoàn cảnh danh dự hoặc vì lợi ích mà xả thân, như có quốc gia một số vị hòa thượng vì chính trị mà thiêu thân nhưng chẳng hoan hỷ vì có tâm sân hận đấu tranh, đây gọi là tùy mà chẳng hỷ. Bố thí thân mạng đời đời kiếp kiếp đều bố thí như thế, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đại kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi kiếp xả thí số đầu mắt tay chân não tủy của mình để bố thí hành khổ hạnh mà người khác không làm được. Giống như hiện tại có người phát tâm nói, sau khi tôi chết tôi đem con mắt bố thí. Có người rất có tâm bố thí, trước mắt nhìn thấy là người, kỳ thật đó đều là Phật Bồ Tát phát nguyện. Hiện tại trên thế gian cũng nhìn thấy được tinh thần vĩ đại của Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát tu khổ hạnh khó hành chứ chẳng phải bớt ăn chút cơm, mà là bố thí thân mạng cho tất cả chúng sinh để cứu độ tất cả chúng sinh. Tu viên mãn đủ thứ pháp môn đến bờ kia, tu pháp môn 6 độ vạn hạnh ba la mật cùng với vạn hạnh khác, đắc được đủ thứ trí huệ của Bồ Tát thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, thành tựu vô thượng Bồ Đề, đắc được Phật quả. Lại đắc được quả vui niết bàn, tức là đại diệt độ. Lại phân thân xá lợi sau khi trả tỷ, đây là thành quả của sự tu giới định huệ và đủ thứ hạnh môn. Hết thảy căn lành con đều tùy hỷ, tất cả công đức bố thí đầu mắt tủy não của chư Phật con đều tùy hỷ. Mười phương tất cả thế giới, sáu loài trời người Atula, súc sinh ngạ quỷ địa ngục, bốn thứ sinh, thai trứng ẩm ướt hóa sinh, tất cả giống loài chúng sinh, hết thảy công đức làm được cho đến công đức nhỏ như một hạt bụi con đều tùy hỷ. Học tập đủ thứ công đức của họ, mười phương ba đời tất cả chúng sinh thanh văn thừa và chúng sinh bích chi Phật thừa, bậc hữu học chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả và bậc vô học tứ quả A-la-hán, hết thảy công đức con cũng đều tùy hỷ công đức của họ làm. Tất cả hết thảy Bồ Tát tu vô lượng khổ hạnh khó làm, chỉ cầu quả vị Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác, hết thảy công đức rộng lớn của Bồ Tát con đều tùy hỷ. Như vậy cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa. Nhưng sự tùy hỷ của con đây không thể nào hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn,
đều liên tục phát nguyện này, thân miệng ý ba nghiệp cũng phát nguyện này, không khi nào mỏi mệt nhàm chán, còn vĩnh viễn đều phát nguyện này, tâm không lười biếng, càng tinh tấn không giải đãi, dù khó làm cũng phải làm. Lại nữa, thiện nam tử nói thỉnh truyền bánh xe pháp là hết thảy tận pháp giới hư không giới, trong hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi mỗi hạt bụi đều có cõi Phật, rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi cõi, niệm niệm có tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả Bồ Tát hải hội vây quanh mà con đều dùng thân miệng ý nghiệp, đủ thứ phương tiện, ân cần khuyến thỉnh, chuyển bánh xe diệu pháp. Như vậy, cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết. Con luôn khuyến thỉnh, tất cả chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp không khi nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàm. Tôi lại nói về đạo lý thỉnh chuyển bánh xe pháp. Thiện nam tử, hết thảy tận pháp giới hư không giới, trong hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi mỗi hạt bụi đều có cõi Phật rộng lớn, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi cõi Phật, niệm niệm có tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đang thành Phật ở đó. Tất cả Bồ Tát hải hội vây quanh Phật mà con đều dùng thân miệng ý nghiệp, dùng đủ thứ phương tiện lời lẽ, ân cần thành khẩn, dũng mãnh tinh tấn khuyến thỉnh mười phương chư Phật đại Bồ Tát thanh văn duyên giác chuyển bánh xe diệu pháp. Con ân cần khuyến thỉnh chuyển bánh xe diệu pháp như vậy, cho dù cõi hư không còn nữa, cõi chúng sinh không còn nữa, nghiệp chúng sinh không còn nữa, phiền não chúng sinh cũng không còn nữa, nhưng con vẫn luôn luôn khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp vĩnh viễn không khi nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý ba nghiệp của con cũng vĩnh viễn không khi nào mỏi mệt nhàm chán. Lại nữa, thiện nam tử nói thỉnh Phật ở lại đời là hết thảy tận pháp giới hư không giới, chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật sắp muốn thị hiện vào niết bàn, và các Bồ Tát thanh văn duyên giác hữu học vô học cho đến tất cả các thiện tri thức, con đều khuyến thỉnh đừng vào niết bàn, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, vì muốn lợi lạc tất cả chúng sinh. Như vậy, dù hư không có thể hết, có chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng sự khuyến thỉnh của con đây không bao giờ hết, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không có mỏi nhàm. Tôi lại tiếp tục nói, thiện nam tử, đạo lý thỉnh Phật ở lại đời là hết thảy tận cùng pháp giới, tận cùng hư không giới, chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật hóa duyên xong rồi đều thị hiện vào niết bàn. Khi các ngài sắp muốn thị hiện vào niết bàn thì con nhất định sẽ khuyến thỉnh các ngài đừng vào niết bàn mà luôn trụ ở đời giáo hóa chúng sinh. Chẳng những con khuyến thỉnh chư Phật thường trụ ở đời, mà cho đến tất cả các Bồ Tát thanh văn thừa, duyên giác thừa, những bậc hữu học chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, bậc vô học chứng tứ quả A-la-hán, tất cả các thiện tri thức và các pháp sư giảng kinh thuyết pháp, con đều dùng nguyện lực khuyến thỉnh các ngài đừng vào niết bàn, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, vì con muốn chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác cùng với tất cả thiện tri thức luôn trụ ở đời để lợi lạc tất cả chúng sinh. Như vậy, dù hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, nhưng nguyện lực khuyến thỉnh chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác và các thiện tri thức thường trụ ở đời của con đây không bao giờ hết, niệm niệm liên tục vĩnh viễn không gián đoạn, thân lời ý ba nghiệp cũng không nhàm mỏi. Lại nữa, thiện nam tử nói thường học theo Phật là như Đức Tỷ Lô Giá Na Như Lai thế giới Ta Bà này từ lúc ban đầu phát tâm tinh tấn không thối chuyển, đem bất khả thuyết thân mạng để bố thí, lột ra làm giấy, trẻ xương làm bút, trích máu làm mực, biên chép kinh điển tinh tụ như núi Tu Di. Vì tôn trọng Pháp nên chẳng tiếc thân mạng, hà huống là ngôi vua, thành ấp xóm làng, cung điện vườn rừng, tất cả hết thảy và đủ thứ khổ hạnh khó làm, cho đến ở dưới gốc cây thành tựu đại bồ đề, thì hiện đủ thứ thần thông, khởi đủ thứ sự biến hóa, hiện đủ thứ thân Phật ở trong đủ thứ chúng hội, hoặc ở trong đạo tràng chúng hội tất cả các đại bồ tát, hoặc ở trong đạo tràng chúng hội thanh văn và bích chi Phật, hoặc ở trong đạo tràng chúng hội quyến thuộc chuyển luân thánh vương và vua nhỏ, hoặc ở trong đạo tràng chúng hội sát đế lợi và bà la môn trưởng giả cư sĩ, cho đến hoặc ở trong đạo tràng chúng hội trời rồng tám bộ chúng. Người chẳng phải người, ở trong đủ thứ chúng hội như vậy, dùng âm thanh viên mãn như tiếng sấm chấn động, tùy sự ưa muốn của họ mà thành tục chúng sinh, cho đến thị hiện vào niết bàn. Tất cả như vậy,
con đều học theo như Đức Thế Tôn Tỷ Lô Giá Na ngày nay. Như vậy tận pháp giới, hư không giới, tất cả Như Lai trong hết thảy hạt bụi, trong mười phương ba đài, tất cả cõi Phật cũng đều như vậy. Ở trong niệm niệm con đều học theo. Như vậy dù cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng sự học theo của con đây không khi nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không mỏi nhàm. Bồ Tát Phổ Hiền lại hướng về Thiện Tài đồng tử nói: thường học theo Phật là như Đức Tỷ Lô Giá Na Như Lai, thế giới Ta Bà này. Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là kham nhẫn, nghĩa là thế giới này là khổ mà tất cả chúng sinh kham nhẫn thọ được. Sao lại nói là khổ? Vì thế giới này tất cả các pháp đều là pháp nhiễm ô, chẳng thanh tịnh, cho nên rất là thống khổ. Khổ nhiều vui ít, chẳng có sự an vui chân chánh, cho nên gọi là kham nhẫn. Như mặc quần áo mới là vui, nhưng bị bụi bặm dơ bẩn nhiễm ô thì sinh ra phiền não. Và nữa, con người thích nhất là phát tài, nhưng phát tài quá nhiều khi chết đi cũng chẳng mang đi theo được. Lúc còn sống thì dù một đồng tiền cũng tính đếm rất rõ ràng, lúc chẳng có tiền thì tìm mọi cách kiếm tiền chẳng được thì trong tâm khởi lòng tham cầu là khổ. Khi đã có tiền rồi lại sợ mất đi, đây đều là khổ, nhưng bạn chẳng cảm thấy khổ. Khi chết đi một xu cũng không mang đi được. Bạn nói đây là khổ hay là vui? Hai thứ này, người trên thế gian ai ai cũng đều hoan hỉ. Tất cả vui đều là nhân của khổ, bất quá bạn vẫn chưa giác ngộ được, cho nên thế giới này gọi là kham nhẫn. Trong thế giới kham nhẫn này, Đức Tỷ Lô Giá Na Phật Như Lai, Tỷ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch là thanh tịnh, tức là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ lúc ban đầu phát tâm thấy được cổ Phật Nhiên Đăng, thấy được cổ Phật Nhiên Đăng rồi thì phát nguyện, tức thời tinh tấn tu hành không thối chuyển, đem bất khả thuyết thân mạng để bố thí, làm đủ thứ sự bố thí. Nhưng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy được Đức Phật Nhiên Đăng thì Ngài dùng thân bố thí. Ngài thấy con đường mà Đức Phật Nhiên Đăng sẽ đi qua có nước. Ngài thấy vậy bèn nằm xuống chỗ có nước, thỉnh mời Đức Phật Nhiên Đăng đi qua. Đây là dùng thân bố thí, dùng thân của mình để giúp đỡ người khác. Theo lối nhìn của một số người thì làm việc này thật là quá ngu si. Dùng một tấm ván hoặc dùng khúc gỗ thì được rồi, sao lại phải dùng thân mình nằm trên nước để cho Đức Phật đi qua? Không sai, biện pháp này rất là thông minh. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chẳng nghĩ ra biện pháp này. Nhưng nếu Ngài nghĩ ra biện pháp này thì Đức Phật Nhiên Đăng cũng không nhất định thọ ký cho Ngài. Vì Ngài có sự nghĩ ngợi, vẫn còn thấy cái thân thể Ngài nằm ở trên nước đúng là sự biểu hiện không còn tướng ta để trợ giúp lợi ích chúng sinh. Cho nên Ngài hành Bồ Tát Đạo này chẳng màng thân mình ở trong nước hoặc trong bùn trợ giúp Đức Phật Nhiên Đăng đi qua. Còn có những chỗ khác còn nước mà thân không phủ tới, Ngài bèn dùng đầu tóc của mình lót đường. Đức Phật Nhiên Đăng bèn thọ ký cho Ngài, nói: ngươi ở đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ vô lượng kiếp đến nay đều dùng thân mạng để bố thí, đời đời kiếp kiếp đều như thế, cho nên hành Bồ Tát Đạo rất là viên mãn. Tỷ Lô Giá Na Phật là thanh tịnh pháp thân Phật để khắp tất cả mọi nơi. Đây mới là pháp thân của Phật. Pháp thân thì vô tại, vô bất tại, ở khắp mọi nơi, chẳng có một nơi nào mà không có. Tại sao nói chẳng có một nơi nào mà không có? Tại sao chúng ta nhìn chẳng thấy? Nhìn chẳng thấy có phải là chẳng có chăng? Chẳng phải chúng ta nhìn thấy hoặc nhìn chẳng thấy thì Ngài đều đang ở đó, đều để khắp tất cả mọi nơi. Cho nên nói vô tại, vô bất tại, ở khắp mọi nơi, để khắp pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, tức là pháp thân của Phật. Ngài chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm, bất cứ nơi nào cũng đều có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì hành Bồ Tát Đạo, vì có vô thượng Phật Đạo mà đem thân mạng này bố thí, lột da trên thân mình dùng làm giấy, chẻ xương cốt của mình dùng làm bút, trích máu thân của mình dùng làm mực để biên chép kinh điển, chất đống cao như núi Tu Di. Vì tôn trọng Phật Pháp cho nên chẳng tiếc thân mạng của mình, hà huống là ngôi vua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ ngôi vua, xuất gia tu hành, tôn quý như thiên tử, giàu có bốn biển, nhưng Ngài từ bỏ để xuất gia tu đạo, xả bỏ đi đất nước, vợ con, xóm làng, cung điện, vườn rừng, tất cả hết thảy mà tu đủ thứ khổ hạnh, khó làm. Khó làm mà làm được, khó nhẫn mà nhẫn được, xả bỏ ngôi vua mà xuất gia, tu đủ thứ khổ hạnh, một số người không dễ gì làm được. Cho đến ở dưới gốc cây, cho đến là tóm lược, ở giữa trải qua rất nhiều giai đoạn, như ở tại núi tuyết,
ngồi thiền 6 năm, sau đó đến ở dưới cội Bồ Đề thành Đại Bồ Đề. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đường sờ cha mẹ của Ngài phái 5 người đi theo Ngài tu đạo để hộ pháp. Nhưng trong 5 người có 3 người chịu khổ quá không được, bèn bỏ đi đến vườn Lộc Uyển tu đạo. Còn lại 2 người, về sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, thân gầy như cây củi. Lúc đó có một cô gái chăn dê dâng cúng cho Ngài một bát cháo sữa bò. Đức Phật thọ nhận sự cúng dường của cô gái chăn dê. Hai người họ nhìn thấy bèn nghĩ rằng, thái tử trước kia tu khổ hạnh, bây giờ tự nhiên thọ nhận sữa bò của cô gái chăn dê, chắc không thể tu khổ hạnh được nữa. Do đó hai người này bỏ Đức Phật đi, cho rằng Đức Phật không tu khổ hạnh nữa, cho nên cũng không tu đạo với Ngài nữa, cũng đi đến vườn Lộc Uyển, cả thảy 5 người đều bỏ đi. Đức Phật một mình cũng rời núi tuyết, đi đến dưới cội Bồ Đề. Cây Bồ Đề rất to lớn, có thể che chung quanh khoảng 3 dặm. Đức Phật nhìn thấy, đây là nơi rất tốt, ta sẽ ngồi ở dưới cội Bồ Đề này tu đạo. Nếu ta không thành đạo nghiệp, sẽ không đứng dậy. Do đó, Ngài ngồi kiết già, có một đồng tử cũng mang đến cúng một mớ cỏ cát tường để trải trên tòa ngồi của Ngài. Ngài ngồi 49 ngày, nửa đêm nhìn thấy sao mai mọc ở hướng đông, phát nhiên khai ngộ, cho nên 3 lần thốt lên, lành thay, lành thay, lành thay. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Tại sao chúng sinh không thể thành Phật? Vì có vọng tưởng, có chấp trước cho nên không thể thành Phật. Đức Phật ở dưới cội Bồ Đề, nửa đêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, thành Đại Bồ Đề, thị hiện đủ thứ thần thông diệu dụng, sinh khởi đủ thứ sự biến hóa không thể nghĩ bàn, hiện ra đủ thứ thân Phật, thanh tịnh pháp thân Tỷ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bách ứng hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện đủ thứ thân Phật như vậy cho đến hiện thân Phật thành Phật trong 10 phương, ở trong đủ thứ pháp hội, vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc vì các đại Bồ Tát thuyết pháp, hoặc vì Thanh Văn và Bích Chi Phật chúng sinh hai thừa giảng kinh thuyết pháp, hoặc vì Chuyển Luân Thánh Vương và vua nhỏ cùng quyến thuộc của họ và tất cả đạo tràng chúng hội. Gì gọi là Chuyển Luân Thánh Vương? Luân Vương có Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Đồng Luân Vương, Thiết Luân Vương. Kim Luân Vương thống trị 14 thiên hạ, có 7 thứ báu, đó là 1. Luân báu, ngồi trên bánh xe báu còn nhanh hơn là hỏa tiễn, trong vòng 1 tiếng đồng hồ có thể du hành khắp 14 thiên hạ, làm đủ thứ việc. Luân báu là một phi luân, bánh xe bay, bất cứ trên đất, trên biển, trên không đều đi được hết, thậm chí trong lửa đều đi được. 2. Voi báu, voi trắng báu, Luân Vương cưỡi trên con voi này cũng chạy rất nhanh. 3. Ngựa báu, ngựa này là ngựa rồng, có thể chạy rất nhanh trên đất và trong nước, cũng có thể đi trong không, rất là kỳ diệu. 4. Như ý châu báu, còn gọi là thần châu báu, có một thứ thần thông biến hóa tại tâm như ý, nghĩ gì thì có nấy, muốn gì thì vật đó đến. 5. Ngọc nữ báu, lúc nào Luân Vương thích người nữ thì ngọc nữ bầu bạn với ông ta. 6. Chủ tạng thần báu, bất cứ đến chỗ nào nghĩ muốn dùng vàng, chỉ cần đào đất lên thì sẽ có vàng, muốn dùng châu báu gì đào đất lên thì sẽ có châu báu đó, tại tâm như ý. 7. Chủ binh báu, ông ta không cần huấn luyện binh, chỉ cần ở trong binh báu kêu một tiếng, muốn bao nhiêu binh thì có bấy nhiêu binh. Ngoài 7 thứ báu này, Luân Vương còn có 1.000 người con, mỗi người con đều dũng mãnh thiện chiến, rất là giỏi. Ông vua nhỏ, tức là vua nước nhỏ thuộc hạ của Luân Vương, hoặc vì sát đế lợi, dòng dõi vua chúa, và bà La Môn, dòng dõi quý tộc của Ấn Độ, tu hạnh thanh tịnh của bà La Môn, trường giả cư sĩ, cho đến hoặc ở trong đạo tràng chúng hội, trời rồng tám bộ chúng, quỷ thần người chẳng phải người. Ngài thành Phật rồi, ở trong đủ thứ chúng hội như vậy thuyết pháp, dùng âm thanh viên mãn của Phật thuyết pháp, giống như tiếng sấm chấn động trong hư không, tùy sự ưa thích của chúng sinh, chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho họ tăng trưởng, đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát, cho đến sự việc trong một đời cuối cùng vào Niết Bàn, đạt được 4 đức Niết Bàn thường lạc ngã tịnh. Phật tu tất cả khổ hạnh khó làm, thuyết pháp tất cả đạo tràng, con đều học theo những hạnh môn tu hành đó, như Đức Thế Tôn Tỷ Lô Giá Na ngày nay thanh tịnh pháp thân Phật đầy khắp tất cả mọi nơi, đủ thứ hạnh môn như đã nói ở trên, đủ thứ chúng hội đạo tràng, như vậy tận pháp giới hư không giới, tất cả Như Lai trong hết thảy hạt bụi trong 10 phương ba đời, tất cả cõi Phật, con cũng đều tùy hỷ học theo, ở trong niệm niệm, con đều học theo những hạnh môn đó của chư Phật.
Như vậy dù cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa. Nhưng sự học theo của con đây không khi nào hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân là ý nghiệp vĩnh viễn không khi nào mệt mỏi, nhàm chán. Lại nữa, thiện nam tử nói hằng thuận chúng sinh là tận pháp giới hư không giới, mười phương biển cõi hết thảy chúng sinh, đủ thứ sự khác biệt, đó là sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm ướt, hóa sinh ra, hoặc có chúng sinh nương đất nước, gió lửa mà sinh, hoặc có chúng sinh nương hư không và các cây cối mà sinh, đủ thứ loài sinh, đủ thứ xác thân, đủ thứ hình trạng, đủ thứ tướng mạo, đủ thứ thọ lượng, đủ thứ tộc loại, đủ thứ danh hiệu, đủ thứ tâm tánh, đủ thứ tri kiến, đủ thứ dục lạc, đủ thứ ý hành, đủ thứ oai nghi, đủ thứ y phục, đủ thứ ăn uống. Ở nơi đủ thứ thôn xóm tụ lạc thành ấp cung điện, cho đến tất cả trải rộng tám bộ chúng, người chẳng phải người, không chân hai chân, bốn chân nhiều chân, có xác không xác, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, các loại như vậy con đều tùy thuận họ mà truyền. Đủ thứ thừa sự, đủ thứ cúng dường, như kính cha mẹ, như thờ sư trưởng, và A-la-hán cho đến Như Lai đồng nhau không khác biệt. Đối với các bệnh khổ thì làm thầy thuốc hay, đối với kẻ thất đạo thì chỉ cho họ chánh đạo, ở trong đêm tối thì làm ánh sáng, đối với kẻ bần cùng thì khiến cho họ được phục tạng. Bồ Tát lợi ích tất cả chúng sinh bình đẳng như vậy. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát tùy thuận chúng sinh, tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu đối với chúng sinh tôn trọng hầu hạ, tức là tôn trọng hầu hạ Như Lai. Nếu khiến cho chúng sinh sinh hoan hỷ, tức là khiến tất cả Như Lai hoan hỷ. Tại sao? Vì chư Phật dùng tâm đại bi mà làm thể, do đó đối với chúng sinh mà khởi đại bi, nhờ khởi đại bi mà sinh bồ đề tâm, nhờ sinh bồ đề tâm mà thành đẳng chánh giác. Ví như ở nơi hoang dã cát đá có cây đại thụ to lớn, nếu dễ được nước thì cành lá hoa quả đều sum suê tươi tốt. Cây bồ đề ở nơi sinh tử hoang dã cũng là như thế, tất cả chúng sinh là rễ cây, chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Nhờ nước đại bi lợi ích chúng sinh mà có thể thành tựu hoa quả trí huệ chư Phật Bồ Tát. Tại sao? Vì nếu các Bồ Tát dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh thì sẽ thành tựu Hoa Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên Bồ Đề thuộc về nơi chúng sinh, nếu không có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát chọn không thể thành vô thượng chánh giác. Thiện nam tử, ngươi đối với nghĩa này nên hiểu như vậy: nhờ tâm bình đẳng đối với chúng sinh mà được thành tựu viên mãn đại bi, nhờ tâm đại bi tùy thuận chúng sinh mà được thành tựu cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sinh như vậy, dù cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng tùy thuận của con đây không khi nào hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không nhàm mỏi. Thiện nam tử, tôi lại nói về đạo lý hằng thuận chúng sinh. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà thành, tận pháp giới hư không giới, mười phương cõi nước chư Phật, hết thảy chúng sinh, đủ thứ giống loài khác biệt, đó là sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh ẩm ướt, hóa sinh ra. Chúng sinh do chúng duyên hòa hợp mà sinh, mỗi loài có duyên của mỗi loài, cho nên có đủ thứ giống loài khác nhau. Nói về thai sinh, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, thai do tỉnh mà có, thành thai như thế nào? Do có ái tỉnh cho nên thành thai, trứng do tưởng mà sinh, trứng sinh là do tưởng sinh ra, như gà mẹ ấp trứng thì nghĩ tưởng, lâu dần trứng gà biến thành gà con, ẩm ướt do hợp mà cảm, hóa do lìa mà ứng, sinh bằng ẩm ướt là nhờ ẩm ướt, với ẩm ướt tương hợp với nhau mà sinh ra, hóa sinh ra là do có sự biến hóa, như loài nhộng biến thành bướm, loài chuột biến thành rơi, lìa khỏi bản thể của nó biến thành giống loài khác. Hoặc có chúng sinh nương đất nước gió lửa bốn đại mà sinh ra, hoặc có chúng sinh nương hư không, hoặc nương hoa quả, hoa cỏ, cây cối mà sinh ra, đủ thứ vô lượng loài sinh, đủ thứ sắc thân khác nhau, đủ thứ hình trạng khác nhau, đủ thứ tướng mạo khác nhau, đủ thứ thọ lượng dài ngắn khác nhau, đủ thứ giống loài khác nhau, như hổ thì có giống loài của hổ, hiều thì có giống loài của hiều, đủ thứ tên khác nhau, đủ thứ tâm tánh khác nhau, như tâm tánh của loài hổ thì thích làm hại chúng sinh, tâm tánh của loài hiều thì nhân từ, chỉ ăn cỏ chẳng ăn thịt chúng sinh, có loài gan lớn, có loài gan nhỏ, có loài thấy người là bỏ chạy, có loài thấy người là muốn ăn, đủ thứ tri kiến khác nhau, đủ thứ dục lạc khác nhau, thích đồ vật cũng khác nhau, đủ thứ những việc làm cũng khác nhau, đủ thứ thái độ oai nghi cũng khác nhau.